sơ chuôn như vậy là lỗi của tôi. Cậu đã làm gì con trai của tôi rồi? Tại sao cậu làm như vậy với sơ chuôn nhà tôi hả? Là do cậu hết. Sơ chuôn của tôi bị như vậy tất cả đều là do cậu hết đó. Trả lại đi, trả lại đi, trả con trai lại cho tôi đi, trả lại cho tôi đi, cậu trả lại cho tôi đi. Chị ơi, chị ơi, mau lấy máy kích điện đi, nhanh lên. Sẵn sàng. Nào, 200, 1, 2, 3. Nào, 300. 300 sẵn sàng. 300, 1, 2, 3. Bác sĩ à, sơ chuôn sao rồi? Sơ chuôn của tôi sao rồi? Tôi rất xin lỗi. Sơ chuôn à, à.